nghỉ lễ kéo dài, nhiều điểm vui chơi, giải trí người Chật như nêm. Để phục vụ người dân và du khách, trong 5 ngày nghỉ dịp dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Sở Du lịch Hà Nội triển khai các chương trình tham quan di tích đền Gióng và các hoạt động tìm hiểu về văn hóa địa phương tại điểm du lịch Phù Đồng, Gia Lâm. Khai trương triển lãm ký ức con đường lửa tại nhà Gian Khó và khai trương nhà Bát Tràng Tôi Còn Nhớ. Ngoài ra, Sở Du lịch cũng tổ chức các chương trình tham quan làng cổ, trải nghiệm làm gốm tại điểm du lịch Bát Tràng. Cũng trong thời gian này, tại khu du lịch Suối Khoáng Tản đã còn tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, chợ phiên, vui chơi giải trí, các hoạt động trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp, cắm trại. Với chuỗi các hoạt động hấp dẫn, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, các điểm vui chơi, giải trí ở Hà Nội nơi tổ chức các chương trình rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khách đổ về tăng cao. Điểm thu hút đông đúc người dân và du khách dịp này cũng phải kể tới như phố đi bộ Hồ Gươm, trong đó các điểm quen thuộc như vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, ngã tư Hàng Bài, phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng. Luôn tấp nập người đến vui chơi, chụp ảnh, các điểm đến như phố sách ngày 19 tháng 12, bảo tàng dân tộc học, bảo tàng lịch sử quốc gia, khu di tích Hỏa Lò, công viên Thủ Lệ, lượng khách tham quan tăng cao so với ngày thường. Khu bãi bồi ven sông Hồng lượng người đến vui chơi, cắm trại cũng đông đúc từ đầu buổi chiều đến tận tối muộn. Đặc biệt, chương trình miễn phí trải nghiệm đi xe bus 2 tầng du lịch vòng quanh thành phố đã rơi vào tình trạng quá tải du khách. Do nhu cầu tăng đột biến, ngày 30 tháng 4, trước đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội đã bổ sung thêm một xe buýt 2 tầng chạy miễn phí từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 để phục vụ du khách tham quan thủ đô. Dự báo nhu cầu vui chơi, tham quan giải trí của người dân và du khách tăng cao, trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Sở Du lịch Hà Nội cũng đã ban hành văn bản về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.